Thưa quý vị, trong bối cảnh COVID-19 diễn biến phức tạp, du lịch MICE, du lịch hội thảo, hội nghị, khen thưởng, triển lãm được xem là giải pháp hiệu quả đang được Đà Nẵng đẩy mạnh để khôi phục từng bước ngành du lịch thành phố, góp phần thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19. Vừa qua, Đà Nẵng đã tổ chức thành công việc đón đoàn 500 du khách MICE đầu tiên sau khi thành phố mở cửa du lịch, tham dự hội nghị khoa học ngoại khoa và phẫu thuật nội soi toàn quốc 2021 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Arizona. Đây được xem là một tín hiệu vui cho du lịch Đà Nẵng, khởi động mùa cao điểm về du lịch MICE trong dịp cuối năm 2021 đầu năm 2022 mà doanh nghiệp du lịch đặt nhiều kỳ vọng. Đơn vị tổ chức hội nghị là Tập đoàn Tổ chức Hội nghị Sự kiện và Du lịch Hòa Bình Group. Theo đơn vị, trong bối cảnh dịch bệnh, việc tổ chức các hội nghị sự kiện gặp một số khó khăn về công tác chuẩn bị. Song đơn vị đã nỗ lực triển khai phương án và biện pháp đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch trước, trong và sau hội nghị, đồng thời đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ hội nghị. Thông qua hình thức là webinar và chúng tôi kết hợp với lại các công nghệ khác như là thực tế ảo hay là làm trình chiếu qua online như vậy. Rồi hệ thống camera với cái chất lượng đường truyền tốt để có thể là tất cả các bài phát biểu tại hội nghị có thể đến được với tất cả các đại biểu online một cách rõ ràng, trung thực nhất. Đó. Rồi hệ thống âm thanh cũng phải đảm bảo chất lượng rất là tốt thì mới đảm bảo được. Và hai nữa là cái đường truyền Internet. Làm sao mà hàng nghìn đại biểu tham dự tại các cầu đầu cầu khác nhau họ có thể không bị đứt quãng. Từ cuối năm 2020, Đà Nẵng đã triển khai chính sách MICE nhằm hỗ trợ thu hút khách MICE đến với Đà Nẵng. Trong đầu năm 2021, thành phố đã hỗ trợ hơn 10 đoàn MICE với tổng lượng khách hơn 4.000 người đến dự hội nghị, tham quan, nghỉ dưỡng. Do tác động dịch bệnh, việc thực hiện các chính sách này bị gián đoạn. Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng, đơn vị tổ chức đón đoàn theo chính sách hỗ trợ các đoàn khách MICE đến Đà Nẵng, đánh giá cuối năm nay có một số tín hiệu tích cực cho thấy thành phố là lựa chọn phổ biến về điểm đến MICE với các đoàn trong nước. Nhận định Đà Nẵng có thể thu hút du khách đến trong bối cảnh mới qua loại hình du lịch này. Việc tổ chức đón các đoàn khách này đã được trung tâm phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng. Những cái đoàn khách MICE mà đón đến với thành phố Đà Nẵng hiện nay thì đều thông qua những cái phương án dịch bệnh do Sở Y tế, những cái phương án phòng chống dịch bệnh đều do Sở Y tế góp ý và thông qua trước khi cái đơn vị tổ chức thực hiện. Và chúng tôi đều có cái sự làm việc chặt chẽ với đơn vị thực hiện để có thể là hỗ trợ đoàn khách trong việc là đón tiếp và có những cái tư vấn về phòng chống dịch bệnh cũng như là những cái thủ tục pháp lý liên quan để có thể tổ chức những cái đoàn khách du lịch MICE đến với thành phố Đà Nẵng một cách an toàn và hiệu quả. Trung tâm Xúc tiến Du lịch thành phố Đà Nẵng xác định thời gian tới thành phố sẽ đẩy mạnh du lịch MICE bằng cách tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ thu hút khách MICE, tổ chức đón tiếp đoàn khách này hiệu quả và nhất là xây dựng các giải pháp để các đơn vị kinh doanh về loại hình du lịch MICE tự tin hơn trong việc lựa chọn Đà Nẵng điểm đến du lịch MICE an toàn.